Chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam, chỉ trong 48 tiếng, bão số 3 đã đạt cấp siêu bão với độ tăng cấp nhanh. Bão số 3, siêu bão Iagi vẫn đang duy trì cấp siêu bão cấp 16 trên Biển Đông. Các cơ quan khí tượng đánh giá, bão số 3 đã thiết lập nhiều kỷ lục mới cho đến thời điểm này. Theo đó, bão số 3 là siêu bão mạnh nhất năm 2024 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương tính đến thời điểm hiện tại với cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Là cơn bão có tốc độ tăng cấp độ nhanh chưa từng có trong lịch sử khí tượng Việt Nam, chỉ trong 48 tiếng đã đạt cấp siêu bão. Là lần thứ 3 trong lịch sử, cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 màu đỏ được ban hành và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cấp độ 4 được sử dụng ở Vịnh Bắc Bộ. Top 3 siêu bão đạt cấp 16 trở lên khi hoạt động trên Biển Đông. Giá trị khí áp tại tâm bão giảm xuống thấp nhất trong vòng hơn nửa thế kỷ qua trong lịch sử quan trắc bão của khí tượng Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời điểm này, siêu bão đã đạt trạng thái mạnh nhất của một cơn bão nhiệt đới. Trước mắt, bão sẽ vẫn tiếp tục di chuyển hướng về phía Vịnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định với cường độ hầu như ít thay đổi. Dự báo chiều tối ngày 7 tháng 9, bão vào đất liền khu vực miền Bắc với cấp 12, giật cấp 14, gây nhiều hình thái thiên tai rất nguy hiểm.